Thì chào các bác. Hôm nay Hà Nội rất là mưa nhé. Thì tôi có một cái niềm vui không hề nhỏ đâu các bác, muốn chia sẻ với các bác. Trong cái series mà clip của tôi và mà chia sẻ về cách chơi bonsai không đồng ấy, thì hôm nay niềm vui của tôi là gì ạ? Giấy rất là khủng các bạn, rất khủng nhé. Các bạn nhìn nhé, gốc của nó nhé. Đang làm cái hoành cắt vào một thân. Tiền người ta không lấy thế thì thú vị. Cuối ngày còn nhặt được niềm vui được các bạn, nhặt chi kỷ đấy. Bác đi đường có để ý nha, vừa cây nhỏ hay cây to cứ thấy thích là em về thôi. Thế thì mới có vườn cây không đồng mà chơi được. Cây này thì bây giờ hiện tại nó đã không còn là không đồng nữa rồi các bạn. Các bác nhỉ, tạm thời cắt bỏ những cái đoạn khô người ta
cây hoành. Ui, nặng quá. Đấy, một cái tàn dốc lịch. Cho hợp đây, trải dài cái này ra đây, nghiêng nghiêng xuống một tí. Gọn các bạn nhé.